Sáng ngày 30 tháng 7, bà Đặng Thị Hoa Ray, Chủ tịch Quỹ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, cùng Hòa Thượng Thích Tông Quảng, chủ trì Chùa Bửu Sơn, thị xã Tịnh Biên, đến trao tặng 350 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách con cảnh khó khăn xã Vĩnh Hậu và xã Nhân Hội, Quỷ Phú. Tham dự buổi trao quà có bà Quách Tô Giang, Bí thư huyện Quỷ Phú, ông Nguyễn Văn Thao, trưởng ban dân vận huyện Quỷ, Chủ tịch Quỹ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quỷ Phú. Tại đây, sau khi ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống người dân, đoàn đã trao tặng 350 phần quà, trong đó trao tặng 200 phần quà cho bà con nghèo xã Nhân Hội, 150 phần quà cho xã Vĩnh Hậu. Mỗi phần quà gồm gạo, mì gói, nhu yếu phẩm và tiền mặt trị giá 310.000 đồng đến 330.000 đồng. Tổng trị giá được trao tặng trên 110 triệu đồng. Hòa Thượng Thích Tông Quảng, chủ trì Chùa Bửu Sơn, thị xã Tịnh Biên, vận động hỗ trợ hơn 90 triệu đồng, còn lại do địa phương trao tặng. Thay mặt địa phương, ông Nguyễn Thanh Tâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Quỹ Ban Nhân dân xã Vĩnh Hậu, rất cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của Quỹ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo huyện A Phú và Hòa Thượng Thích Tôn Quảng đã hỗ trợ phần quà ý nghĩa cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.